Kính chào quý nhà đầu tư đến với bản tin nhận định thị trường hàng hóa nhóm nông sản nguyên liệu công nghiệp cho ngày 14 tháng 10 của FTV Hàng hóa 24. Mình là Quang Linh thuộc phòng phân tích của công ty cổ phần đầu tư và công nghệ FTV, thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Vào lúc 19:30 tối qua, Mỹ công bố báo cáo về chỉ số CPI. Báo cáo cho thấy CPI đạt 8,2%, tăng 0,1% so với dự báo. Ngay sau đó thì các thị trường tài chính ngay lập tức phản ứng. Cụ thể là Dow Jones giảm 700 điểm, ứng với mức giảm 1,8%. Bitcoin giảm từ 18.800 về 18.000, ứng với mức giảm 3,2%. Các kim loại quý như vàng giảm 2,4% về mốc 1.650 đô trên một euro. Đây là một phản ứng thái quá của thị trường. Ngay sau đó thì các thị trường đã có dấu hiệu hồi phục. Riêng Dow Jones thì đã có sự hồi phục thần kỳ với mức tăng trở lại 1.400 giá và đóng phiên ở mốc 30.415. Giai đoạn tới chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là lạm phát vẫn sẽ ở mức cao do Fed sẽ tiếp tục mạnh tay với các quyết định nâng lãi suất của mình để kìm hãm lạm phát. Do đó về cơ bản nếu không có các tin tức bất ngờ thì thị trường chứng khoán và các thị trường đầu cơ sẽ vẫn tiếp tục downtrend do việc lạm phát tăng cao sẽ thúc đẩy việc tăng giá của các hàng hóa thiết yếu, hàng hóa cơ sở, do đó sẽ tạo tiền đề cho một xu hướng tăng giá của các mã hàng hóa phái sinh. Việc đồng đô tăng mạnh thì các mặt hàng được niêm yết bằng đồng đô trên các sở giao dịch sẽ trở nên đắt đỏ hơn do cần dùng nhiều ngoại tệ để mua được một lượng hàng hóa tương tự trong quá khứ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13 tháng 10, lực mua đã quay trở lại với nhóm kim loại năng lượng, kéo chỉ số MXV Index tăng 1% lên 2.522 điểm, kết thúc chuỗi giảm 3 phiên trước đó. Dòng tiền đến thị trường ghi nhận mức giảm nhẹ do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, giá trị giao dịch toàn sở vẫn đạt mức hơn 4.000 tỷ đồng. Ở nhóm nông sản thì diễn biến giằng co trong khi lúa mì và ngô có sự tăng nhẹ. Ở nhóm nguyên liệu công nghiệp thì cà phê Arabica giảm sâu do sức ép đến từ việc dư thừa nguồn cung trong năm tới ở Brazil. Cà phê Robusta cũng giảm do ảnh hưởng từ sức ép của Arabica. Tiếp theo là đến với phần khuyến nghị ngày hôm nay. Thì đối với nhóm nông sản thì các mã như dầu đậu, ngô thì trong phiên hôm qua thì vẫn giữ được sắc xanh. Tuy nhiên thì các mã này đang tiếp cận lại các vùng kháng cự tại khung ngày. Do đó thì giai đoạn này thì đối với các mã nông sản thì chúng ta nên ưu tiên quan sát. Trong nhóm nông sản thì có mã khá là yếu và chưa tiếp cận lại vùng đỉnh cũ, đây là mã khô đậu tương. Chúng ta có thể canh khi giá đậu tương tiếp cận vùng đỉnh và có những phản ứng xấu thì chúng ta có thể canh bán khô đậu. Ưu tiên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ là giao dịch đối với nhóm nguyên liệu công nghiệp. Thì đối với nhóm nguyên liệu công nghiệp thì hiện tại đang có hai mặt hàng có thể có cơ hội giao dịch. Thứ nhất đấy là mặt hàng cốt tông. Thì giá cốt tông hiện tại thì đang giao dịch quanh cái vùng đáy cũ và đã tạo mô hình hai đáy tại cái khung 4 giờ khá là rõ ràng. Các tin tức xấu trong giai đoạn này thì đa số đã phản ánh vào giá. Ở đây chúng ta có thể mở cái nhịp mua đối với mặt hàng cốt tông này tại vùng từ 82.5 đến 83.5 và đạt STP tuyệt đối tại giá 81. Ngoài ra trong nhóm nguyên liệu công nghiệp thì có mặt hàng cà phê đang là một mặt hàng có xu hướng giảm khá là rõ ràng và giảm mạnh. Hôm nay nếu như cà phê có những nhịp hồi lên vùng 21.25 đến 21.40 thì chúng ta có thể canh bán. Và STP đối với lệnh cà phê Robusta này khoảng tầm 20 giá. Hiện tại cà phê là một mặt hàng có xu hướng giảm khá là rõ ràng do những cái lo ngại về cái việc nguồn cung, do yếu tố về sản lượng đang rất là tốt tại Brazil. Trên đây thì là những cái quan điểm nhận định của mình về nhóm hàng nông sản và nguyên liệu công nghiệp trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 10. Mong là sẽ cung cấp được những tin tức hữu ích cho quý nhà đầu tư. Chúc quý nhà đầu tư một ngày giao dịch hiệu quả và thành công.